Đây này mình sẽ xịt thuốc nha nè. Đây. Đây nó ra lá này mình vô mùa mưa rồi. Đợi mùa mưa rồi mình xịt. Xịt 7 ngày xịt lần. Thấy không? Cây này mình trồng có cây 6 tháng, có cây 7 tháng, có cây 8 tháng nha anh em. Tại vì mình trồng không có đồng loạt á. Đây mình sử dụng thuốc nè. Đó, mình sử dụng như thuốc nè. Em thấy không? Rồi thuốc gì như thế nào đó, thì mình sẽ nói sau đây nè. Hôm nay là mình một phiền phi này là 20 y lộn 100 lít nước nha. Hôm nay mình xịt tới 200 lít rồi. Đây mình xịt thì mình lâu dài dài thùng vậy nè. Mình xịt cái bình xịt mình là mình xịt chế nha, bình máy nè. Đó. Xịt như vậy đó. Cái hàng bên kia là hàng mình xịt mình chọc này được 8 tháng rồi, lớn lắm rồi nha. 7 tháng 8 tháng rồi. Mà mình tỉa cho nên nó nhỏ vậy đó. Chứ cây nó bự lắm. Cây nó bự như cái này nè. Mà mình tỉa cho nó cây này mình ít tỉa nè. Nên là nó to. Cho đều hết. Ở đây mình trồng xen dưới sầu riêng. Này cái sầu riêng mình. Sầu riêng mình thì được 6 tháng rồi. Khoảng 5-10 ngày nữa là được 7 tháng. Mình có phun một số chất nên là cái cây của nó ra nó hơi xanh nha. Sầu riêng mình tốt hết biết không? Đó. Chanh nữa. Nó ra đều luôn. Mình trồng sen nên thấy ít nha, nên là cái hiệu đây nè, anh em thấy không, cái lá của nó ra nè, cái lá non của nó ra mà nó xanh giống như cái lá dài vậy đó, anh em thấy không đó, thấy không, nó ra mà ra xanh luôn á, xanh đẹp ghê luôn á.